khi còn đến tận 12 player sống sót. Chúng ta thấy rằng khu vực ngoài map ball đã được trải đều, chỗ nào cũng có người cả. Và giờ King of War, đội hình của họ vẫn còn đầy đủ 4 người. Có vẻ như họ bắt đầu trả ra cơn mưa smoke để có thể bắt đầu di chuyển lên rồi. Vâng, Péo đang muốn, các thành viên bên phía team King of War đang muốn di chuyển sang phía bạn trái. Họ sẽ trả smoke sang phía bên phải để che mắt đội hình của bên phía team Mad Dog. Và giờ thì bên phía team King of War sẽ làm gì đây? Péo đang cố gắng lấy tầm nhìn cho các thành viên cùng đội đồng đội của mình. Và bây giờ thì Péo hạ cùng được BC 10 rồi. Sky Gaming Đắk Lắc dừng lại ở vị trí thứ 6, bắt đầu di chuyển lên luôn đến các thành viên bên phía King of War. Họ sẽ cố gắng chiếm cho mình vị trí tâm bò trong tình huống này mà thôi. Giờ thì các team còn lại sẽ di chuyển lên như thế nào đây? Mad Dog vẫn đang kề lại rất cẩn thận căn nhà của Bong Min. Và giờ thì bên phía team Game Home, họ cũng đang phải rất cẩn thận trong tình huống này, khi ngày ở ngay trước mặt JJ Lèo, đó chính là vị trí của Hawk, player sống sót cuối cùng của các thành viên bên phía team Level Esports. Nhưng JJ Lèo có biết điều này không đây? Vòng xanh đang bắt đầu thu vào, và có vẻ như Hawk đang ở bên ngoài vòng xanh, nhưng King of War Péo kết thúc đi vị trí của Hawk rồi. Muốn chạy ra khỏi căn nhà nhưng ngay lập tức thì gặp vị trí của Fergus, và Viking cũng phải dừng lại ở vị trí top 3 mà thôi. Giờ thì chúng ta sẽ chỉ còn lại 3 team, nhưng cơ hội đang là rất lớn cho các thành viên King of War. Vâng, vòng bò thứ 9, King of War đang có mình đầy đủ 4 player, Mad Dog còn 3, trong khi đó thì Game Home còn 2. Chúng ta hãy cùng chờ xem, Boss Giang vừa rồi đã bị knock out rồi. Tiếp tục là smoke được trả ra để che mắt tầm nhìn của các thành viên bên phía team Mad Dog. Bây giờ thì bắt đầu bắn trả vào đến từ vị trí của Mad Dog rồi. Trong khi đó thì bộ đôi của bên phía team Game Home vẫn chưa đổ súng. JJ Lèo có vẻ như sẽ chủ động di chuyển sang phía bên cánh phải trong tình huống này. Nhưng bên phía team King of War, họ vẫn còn đầy đủ 4 người, chắc chắn sẽ có người kề lại trong tình huống này mà thôi. Lại cùng chờ xem, vòng bò cuối cùng đang trở nên rất căng thẳng, và ai sẽ là người có cho mình cái top 1 trong game thi đấu đầu tiên của ngày thi đấu hôm nay. Vâng, tình huống ở đây đang là 4v3v2. Mặc dù game ông không có lợi thế về người, nhưng vị trí của Zigu đang là cực kỳ đẹp. Chắc chắn là như vậy rồi. Thêm một quả smoke nữa được trả ra hay không? Zigu quyết định nằm, Péo vừa bị headshot về Hoàng Vũ. Và giờ thì Mad Dog đang muốn tận dụng thời cơ và đẩy lên confirm kill. Đắc Kỳ đổi mã Fergus và Boss Giang kết thúc đi vị trí của 1405. Lợi thế đang đảo chiều rồi, Hoàng Vũ bị bò đốt. Và đây, khi mà Mad Dog chỉ còn lại có duy nhất một người, Zizi Leo vừa bị gục bởi Đắc Kỳ. Zigu vẫn chưa lộ vị trí của mình. Rất nhiều những con rết người đang nằm ở đây. Một tình huống confirm kill, nhưng không được thì phải tới đến vị trí của Zigu. Giờ thì sao đây? Double kill dành cho Zigu trước khi bị ảo gục bởi Ducky. Và Game Home dừng lại vị trí số 3. Giờ thì Mad Dog chỉ còn lại một mình Hoàng Vũ thôi, nhưng King of War có tới 2. Nhưng đây là một pha bắn tốt hơn của Hoàng Vũ, và ngay lập tức Boss Giang có mặt để đổi mạng thành công.